quạt đặc ép bà đặc ép nó cứ cầm hôn vào bà ơi lần này cứ kiếp cho chú mùi nó dân to đẹp lòng ai viên phía kia tầng song kháng nó cầm bông tè thu cá cho chạc nếp bẹp hoàn cho mùi nó dân lòng dương có một toàn đăng chú ba ta cá song này bảo mán đây người ta em bỏ mình bà thăm đại dương tù bà ní rút dân ní quạt tranh bị phơi lông màu ai dầm này mà tô đại quạt đặc ép cầm hôn vào nó đại mà nịch mà nịch nó cứ quạt chi bệnh chả ní chỉ có miền bắc thăm đấy giờ mới như thu ca xạ xu thì quạt thật ta rừng hai đi chẳng nào này hay như xong mình chạy lại lệ mình tích và mà tôn nịch và po so lại lệ nông pinh và mùi khê xí cái sập làm bấy chết sập mùi và đại bộ quạt đặc ép không hôn vào và chừng này ở đất dân và bẹp phải lệ nông pinh pi bị ăn sam sập mùi học sập làm mùi bà cứ chờ rút dân xử lý tùm nước tam bò miền bắc thăm bà bò rồi chuyển chiết chấn mà bệnh mệt bông mai bằng bốn bà hay lần này còn bông tết tiêm tia sầm nón là dương mình đăng tháp bằng màn đấy bà tam bò miền bắc thăm là ai chờ ra gần đấy bà tùm hôm này cá khôi khát cứ bà mặc khôi khát thằng mốc bà thằng mốc bà ở lớp kia cho tem non bà dưới số mình chạy tích tăng là một con bà cứ phơi mùi pon đập bầm buôn bà khăn ông sừng cắt tách lá khăn sen sóc bà lời dương khi nào cầm bông tay miền ca cho cha sầm rò sầm ruộng ni hái tay dương mình toàn đang thật ta ai chơi khi nào được nhà nào thì bà phải mặt bông mai mọc bốn bà lấy cái tia sầm non mắn ô bà hàng chuẩn chiết chấn bà tìm tia sầm non rồi hô từ đó pi pon đồ la bà sầm nhau bật chuẩn gì từ đêm đi bà ai pon nó có đã chuẩn nhận đất bà ép tam công hôn vào nó ngờ đằng tập quan miên là tập tiếp được cái gì na tế mà ai chấm rò mình rô khi nào tới bà thôi gì na dương xuống mình chia bà chỉ qua là miên bà thăm tế tha ở rồi chuẩn cái quạt bao chơi mà bị phơi lùng luôn ai chấm này ai mà tô ôn đại bẹ mà tô đại nick ní cứ chi bệnh chưa ra bà bệnh mật bông mà bông bông mà chi bệnh chưa ra ai bàn mà phát vì vì mốc rồi chuẩn to đẹp đó là cứ kiếp cho tem đó bà ai khuyên tha crom cang y bọc ôn chỉ trả nè ban ngầm buông nhà thuê cả sầm rộp sầm rú đấy chấm muối nâng mà cha đốt đại dương có mặt đăng thay chẳng na đấy mà ta chun chít chấn quạt a chờ bật thu bật thoi được cái chẳng na đấy phải mặt cũng mang buồn muốn đi bình tĩnh nữa tha sầm rộp sầm rú nói tư mà thôi pro mọi tư tại chẳng nào mấy bậc ca cái prai bên phim phim mà ô chẳng bị bạc phim phim nó làm cái phố mọi tư đấy không nè thôi vậy hết tập ban mong thôi chẳng tập buôn lớn nó hàng rút dún rồi cái ao như thế đâu nè ở đây mất bông mai bông ôn tam còn miền bắc thăm đại dương từ thu ban đi về để bắt liêm liêm đi cứ hàng rút dún đi cái ban bị che thắt cái sốt chất là ao ôn pro tụ bay tập ôn pro chi bị che chẳng na cái đó có ai bình cho bên đây tại miền bờ mà nè nó quất chi một tô mau bên này đấy mau sợi lâu lá ba bình đa loại mình cha rút dún ba quất tiền khăn đây là hôm nào bên đi ba đại quất ao son mà rồi ba hay tuần hôm này cái cơ khai đại quất ban bị che một hàng này sao bờ miền dương tha ở chợ ăn đá ba rút dún gì tuần nữa ba miền ở tịch đấy tại giờ nào mình được cả miền cả đất đập ôn ba ai tiêm tiêm tầm rồi đấy anh đang tập ôn anh biết là tập hiệp son từ cha rút dún được cái nhà này thì ba dương xuống mà chạy và quật khăn tới bờ ro mình nẹt tí đây là pi đẹp pa pi hay pi đẹp ôm pro chi bị chén mà pa nắng ông cha rút dún cái kiểu prom ăn kru đó ăn kru ao đây ba đời xa đặt đăng tha bẹp con chấm bôi nằm bong ôn dương đại quật đặt ở ván tam em đăng của quật mình sơ miên thôn thiên tê ba bình mặt bông mai bông bôn nhiệt đặt ba si chương si ấy như thế ba hà lấy giang nai tí prom chấm rau chấm đuôi giang nai mấy đâu prom chấm rau chấm đuôi giang nai ồ bà chấp á ơ ơ ơ ơ ok ờ
ba prey mặt bông ma bông con lớn ní ba nẹp ba bò đại chỉ chun chết chân nưng quạt cổ tam rồi dạ đặt miên ca sầm róp sầm rúa bị bông con bị chia bờ dương hay cái đôi chim bông con này là nẹp ba ép ba mặt tô đặt ép đặt đi nắng cái tha bệnh cho riêng hai ba rồi từ tua sầm non mà rồi là la và miên ca nát từ lớp ôn tụi bây giờ na cả đời ban đi chỉ riêng mui lo đái đái sôm ở ôn ôn miên ca phong bảy giác chấm pua ôn ôn đại quạt bạc đất hà tam em đi và giờ na không bạc bo lươn lươn pi ba anh đi sầm nắng hết đẹp ba trong ba mà cha rốt dồn kế đại miên chất thoa chất ấy thì cái anh kêu ao tụi bây tha dương kho giờ na cả đời đẹp ba bình xe giờ na cả đời ba là cứ suy diêm anh đã sâu đập ôn đáy hơi tiêm tia sầm nón tay mà rồi đó là tê rồi chun kia xử lý tầm nơm hơi dương khó phong chân ní khi chìm rương ra mui sầm nhẹ ôn ôn mà thôi chẳng na xong ở miền ca phong bảy chân ba từng ngọc ní không ca ba bò dương đặc ở ván mình bán trả ơn đi ba hai phần sân miền ca khôi khát ba dương khôi khát từng pin với lia dương khôi khát từng trộm sầm bát để thơ song kia rồi chẳng na nâng chẳng hơi chẳng na ní ôn ôn mà xong mà mi ta ba bò cùng lươn lươn pi ba cùng lươn lươn pi nhi vậy đại là khi ông ban khơi những cái tha bộ ôn ôn và đất quật bệnh nhập mệt tê này chúng ta nó cứ ở suy diêm đo khu đau tại vì mình chỉ là như thế và vì mình chỉ là như thế tôi rằng là dứt bệnh tích tại đo khu đau hay ở miền tây hà nắng vì riêng chỉ riêng lo mà những đất tức ban lui ban này cùng suy diêm ba bò lươn lươn và bên đi ở chỗ này như thế khơi nhé và nơi ná nơi bà lời đi ông pro rong ca khôi khát thôi hay như mình miên đây mà thay một tí còn là sản phẩm trong cái nó mà ơi ông pro đừng có này bảo mà xong bạc bò dưới đó bốn nè bà ông muốn chuyển mình tên và cùng mai ông này chụp lại bây giờ tan đang được gặp sai cho vào phía xa phần miên là CSK New Delhi cái đôi chữ CSK New một phần màu cái nào bên đi nhưng bà sẽ cùng không bật mình chọn cả là chọn bên đi xong mà cuốn xong